của Apple chiếm gần 50% doanh số bán hàng ở Mỹ. Theo dữ liệu mới được chia sẻ bởi Tổ chức Thống kê Người Tiêu Dùng Consumer Intelligence Research Partner, CIRP, iPhone XR mới chính là thiết bị bán chạy nhất của Apple trong quý tài chính thứ ba của năm 2019. Theo đó các mẫu iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR chiếm 67% tổng doanh số bán iPhone tại Mỹ trong quý 3, nhưng chỉ riêng iPhone XR đã chiếm tới 48% doanh số. Theo CIRP, đây là tỷ lệ phân bổ cao nhất từng được ghi nhận đối với một mẫu sản phẩm riêng lẻ, kể từ dòng iPhone 6 vào năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo này không cung cấp cụ thể số lượng thiết bị mà mỗi dòng iPhone bán ra thị trường, dù điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình chỗ đứng của một sản phẩm trên thị trường. Rõ ràng nếu như iPhone XR chiếm tỷ lệ bán cao nhất, nhưng iPhone XS và XS Max lại vô cùng ế ẩm thì con số này cũng không nói lên nhiều điều. iPhone XR không được đánh giá cao tại thị trường Việt do thiết kế kém sang màn hình độ phân giải thấp. Trên mạng xã hội, YouTube và các trang review nổi tiếng, iPhone XR cũng không được đánh giá cao, đặc biệt là về thiết kế và khả năng hiển thị. Đây không phải lần đầu Apple hứng chịu sự thờ ơ từ khách hàng với một mẫu iPhone. Năm 2013 khi Apple tung iPhone 5C với vỏ nhựa nhiều màu sắc cùng bị người dùng chê kém sang, khiến doanh số của dòng iPhone này là rất thấp.